ベトナムおよび日本における功労人材育成に貢献する一つのプログラム、カメラグループの留学就職プログラム。ドンアレアクは日本の千葉県南房総市に設立された有名グループであるカメラグループと協定書を締結しました。協定書に基づいてカメラグループとドンアレアクは卒業後すぐカメラグループの病院と介護施設で働ける人材を育成することで合意しました。カメラグループの投資支援のおかげで本プログラムは毎年多くの学生が応募しています。カメラプログラムには現在まで1期生6名、2期生11名、3期生9名、4期生14名、今年5期生9名が参加して日本に入国しました。日本入国の前、大学で面談会が行われました。本プログラムに参加した学生たちは日本人、日本文化が理解できるだけでなく自分の専門、日本語能力を高めることもできます。学生たちは1年間日本語学科で日本語を勉強し、2年間専門学校介護福祉学科で日本式の介護専門を勉強し、卒業後すぐカメラグループの病院施設で就職できます。留学の期間中に学生たちはカメラグループの病院施設でバイトしながら介護福祉士国家試験を目指して日本語と介護専門の勉強を努力しています。カメラグループの学生たちはドンアレアクの教育カリクラムを修了すると日本でドンアレアクの学域も授与されます。2022年、日本ではドンアレアクの看護学科カメラグループの1期生の6名に向けの学域授与式が行われました。現在卒業生の6名とも2期生の11名とカメラグループの対応課で働いています。17名の1期生と2期生の中13名が介護福祉士国家試験に挑戦し合格できました。この実績は日本全国の留学生受け入れ専門学校の中でも高く評価されています。ドンアレアクも留学生が受験する90学校のうち合格率高い15校トップに入りました。介護専門の留学生にとって介護福祉士国家資格の取得は夢の一つです。この実績はカメラプログラムの質の高さを示しています。また7月22日にベトナムと日本は2期生3期生の18名に向けの介護士福祉士国家試験現行式学域授与式が同時に行われます。このイベントは重要なマイルストーンとなり、ドンアレアクの学生が日本での留学就職プログラムへの参加機会が聞かれます。はじめまして。Kính thưa quý thầy cô và toàn thể anh chị sinh viên thân mến, em tên là Nguyễn Văn Thắng, sinh viên năm 3, ngành điều dưỡng và hiện tại em đang tham gia dự án Kamada của trường, một chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á và Tập đoàn Y tế Kamada. Chương trình này thu hút rất nhiều sinh viên tham gia và em là khóa 5 như em đã tìm hiểu. Chương trình Kamada là một chương trình tốt, uy tín, lộ trình học rõ ràng, có hỗ trợ việc làm thêm khi đi học. Sau khi tốt nghiệp, em có thể làm việc tại các viện dưỡng lão lớn tại Nhật Bản. Đó cũng là lý do em lựa chọn tham gia chương trình Kamada. Trước khi sang Nhật, em đã làm quen với một số anh chị khóa trước. Ngay từ khi đặt chân xuống Nhật Bản, em đã lên cục hàng để gặp gỡ, giao lưu. Khi biết anh chị khóa trên đổi chứng chỉ hộ lý quốc gia Nhật Bản và sắp tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng Trường Đại học Đông Á, em rất bồi hồi, xúc động và ngưỡng mộ, và em đặt ra mục tiêu cho mình và sẽ phấn đấu làm được như thế. Từ hôm nay, em nhìn vào những gì anh chị đạt được để noi gương phấn đấu hơn nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúc mừng anh chị đã hoàn thành một hành trình đầy vất vả của mình. Nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp, sau này sẽ thành công hơn thế nữa. Chúc anh chị ngày càng vui vẻ, hạnh phúc. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô Trường Đại học Đông Á đã tạo điều kiện và giúp đỡ tụi em. Arigato gozaimasu.